Anh Tuệ, đưa cho chị một muối coi. Cái muối đó nó bét vậy em ăn đi. Đây là chị muối đây nè. Muối nào còn nguyên hãy đưa chị. Ngon lắm. Cà phê muối kìa, cà phê muối kìa. Chấp nhận luôn. Mới ăn thấy không có ngon mà ăn vô á cái của hồng quá. Trời ơi. Ừ. Đúng không? Nó sung sướng. Mỗi một mỗi một loại nó có. Em ăn gì em ăn mấy muối lại vậy? Em ăn miếng à. Ừ, không lấy muối ăn đi. Nữa nè. Tiếp đi. Cái này là sầu riêng Charlie. Sầu riêng Charlie là cái giống mới nha. Quá ngon luôn. Có nghệ nó vàng ương à. Đang ngồi cái bên ông dân tộc. Túi gì mà? Túi gì mà? Đang ngồi cái bên ông dân tộc nè. Đây dân tộc Mường. Hàng chi sầu riêng mùi lạ quá. Cao to đen hôi. Ngon quá. Bán chị chục trái này đi. Có đâu bán. Anh trái gì lột ăn thử không thấy. Nó ngon quá. Ừ, nó là cái cây nào ạ? Ở đâu ạ? Có một cây ở đây. Một cây đó có một trái rồi hả? Đâu nhiều trái nhưng mà có một trái đó đụng chín. Ngon quá. Này mùi nó nồng hơn. Ừ. Nhưng mà nó bùi nó béo hơn. Mấy ăn vui thấy không ngon bằng mấy khác. Mà ăn vui không tiếp nè. Trời ơi. Mỗi ăn sầu riêng trừ cơm. Ăn sầu riêng trừ cơm. Thôi chưa đây khỏi, chưa nay vậy được rồi. Đủ rồi. Thôi ư về đi. Về về. Ăn xong về đi. Anh Linh đâu rồi? Giống như đang đóng phim đi Mỹ rồi. Quang giống như đang đóng phim quá. Ừ. Lên đi Mỹ rồi. Nếu không về cắt sầu riêng sao? Bữa nào mà thu hoạch sầu riêng á, nói anh Linh đừng có thứ ba thứ năm giùm chị đi. Nè thử trái chao mình. Tiếp. Thử hả? Tiếp nè. Trời ơi, lần đầu tiên em mới biết em từ chối luôn á. Sáng giờ chị mới nghe em từ chối lần đầu tiên á. Ta hiểu rồi, quá tải đúng không ạ? Nãy giờ đó. Nè, cũng chưa không ăn hả? Cô gái này cô đâu có tốt lành gì đâu. Biết sao cổ hôi không? Cổ mới xử đống này xong nè. Đó, thấy chưa? Trời ơi, tốt lành gì? Này là mọi người ăn mà còn bị nói nữa nè. Là gì ta? Mít gì? Mít đặc. Ê, vậy rồi. Trời ơi, em tiện miệng quá. Bị liệu đúng không? Không. Cái mít gì vậy Hải? Bảo còn hai muối lấy vậy. Em trả lời vậy luôn là chết luôn á. Nè nè. Đó. Không là mít đốc. Toàn là mít nhậu anh. Còn hai muối kìa, uống vậy. Không thôi à. Mít đò. Mít đò cũng ok. Mít đò cũng ok. Mít đò mới nha, cái giống mới em. Bà nói chuyện hay lắm mà, bà cái mít đò. Bà đó, bà mở hàng đó. Bà làm tôi bị liệu theo chứ tôi nào giờ có biết mấy chữ này là gì đâu. Bà là mít mà nghe mùi quá. Nghe mùi nặng quá. Kìa còn hai muối kìa, trời ơi. Còn hai muối ngon nè. Phi thử cái này. Em thấy cái mít này tội nghiệp lắm quá. Trời đất ơi. Tội nghiệp mít nữa. Tội nghiệp mít quá, ăn một mình hết đi em. Đâu để cho chú Tuệ ăn, em ăn đi Tuệ. Còn hai muối kìa. Rồi ai đá gì chúng rồi dơ rồi. Hồi nãy mổ á. Ê. Tôi không có từ chối đâu nha. Tôi nhường mọi người không ăn ráng chịu nha. Ăn đi. Rồi, đưa anh thử nè. Tốt ghê, còn nhiêu đây cho chó ăn. Không. Đâu cho chó ăn đâu. Nhiều mà. Tội nghiệp ghê luôn. Mà chị không cho chó ăn đâu. Cái nãy là nó hư trên cây luôn đúng không? Rồi mình chọt xuống không? Đâu phải nó rụng đâu. Ăn được nửa trái được rồi. Béo quá à.
banh banh nguyên trái hả? Banh, banh nguyên trái xà ly hả? Ừ, nguyên trái. Ăn phải ăn cho hết chứ. Để vậy mới sao bỏ hộp được, còn có muối. Lấy cái cao hả? Ờ, có cái này. À, chị Trần lên cái cao này chị. Chứ nãy giờ ăn nhiều rồi đó. Đúng. Ngồi cao cao một chút. Rồi, thôi, thôi vậy mình cho trái đi ha. Trời ơi, còn gì đâu. Sao? Không, cái này chị ăn cũng còn được mà. Không, quá mà quá. Nói ghét quá, ăn luôn. Để cho cháu muối kìa ha. Đó. Thôi, cái này không phải của mày đâu. Cho mày muối này nè. Cho nguyên muối luôn hả? Cho nó luôn đi. Cho dứt cho nó cục này thôi ha, cục này dính bụi bụi nè, cho nó cái đuôi này thôi ha. Em tính sao? Cho nó hết đi hai. Mẹ cạp hết sao mẹ nhảm bụi ra cho nó. Nó kêu cạp hết cái muối mít này xong nhả bụi ra cho chó. Nó làm mẹ nó quá. Cho con không? Con ăn không? Ăn không? Cô ăn cho con nha. Mẹ nó mém tạp cái tay con luôn á, mẹ phải thả nhanh. Thả nhanh xuống nha. Ôi ôi, tội nghiệp không? Tội nghiệp quá hả? Còn có cái này của chị à. Ừ. Dính văng, dính văng. Đó là sầu riêng ngủ vậy. Ừ. Chắc ở đây nó đâu có gì đâu, khác là sầu riêng mà ăn. Không. Cái thơm không? Chôm, lột chôm chôm nó không ăn. Chôm chôm nó cứng quá nó không ăn được. À, rồi, ngon quá đi. Một bữa trưa ăn. Cắm tay nè. Đi cái chân ngang qua vậy nè. Đó. Nhìn lên, tươi lên. Ghê chưa? Rồi. Trương qua đi con. Trời ơi, coi chừng. Nó cầm thằng bằng kìa, thấy ghê không? Trời đất ơi. Giống như đi có một khúc tre vậy. Cố lên. Cố lên. Cô cà phê thường chưa nghĩa là ngồi cười kìa. Trời ơi, nghe nó nặng nề mệt mỏi dữ con. Được không? Bó tài. Được không? Cố lên. Cố lên. Quăng cây rồi nè. Đây nắm tay mẹ. Oh, sao cảm giác sao? Bình thường. Người đàn ông của mẹ đâu? Bình thường. Hung miếng, hung miếng. Nhìn cô cà phê mạnh mẽ quá mà. Rồi bảo dẫn cô qua con. Rồi dẫn cô cà phê qua con. Kìa nó đi luôn rồi kìa. Chờ chờ chờ. Trời ơi, Chương vịn cô cà phê luôn. Đi ngang cái chân qua, ngang cái chân qua. Dạ rồi, đi bộ vô thôi. Thấy kêu. Chương. Chương, cái gì vậy con? Sao lắc đầu? Bảo dẫn anh Chương qua kìa con. Thôi mẹ đi qua đây ăn sầu riêng rồi kìa. Mẹ lên. Chắc luôn. Chắc cái gì mà chắc, người ta còn bự hơn con nhiều. Trời ơi, cho nó yên tĩnh tí đi kìa. Cô cà phê thoát rồi nè. Đó, Bảo nó còn nhúng nữa đó. Đi qua, chạy qua coi. Vịn cái vai đó đó. Ngang cái chân qua. Không, vịn cái vai đi an toàn hơn. Đi ngang cái chân vậy nè. Đi ngang cái chân, đừng có đi dọc. Đi ngang qua. Ừ, vậy đó. Đi đi. Trời ơi, thấy ghê không kìa. Nó giống em á, em không có. Trời đi. Ơi. Nó anh hùng quá em ơi. Thôi bỏ đi. Coi chừng cái miếng thiết nó cắt chân con nó bảo.